Sao mận trái này bị lứt thì mình nên phút gì? Không phải là mận trái thì lứt bởi vì sao? Bởi vì là quá trình chăm sóc nó không đúng. Vì sao mà em nói với anh chị em này? Bởi vì khi quá trình mà mình làm mận trái mà mình lại muốn thiên về mình lại làm nuôi cái mận mùa thì bắt đầu là mình lại dùng cái dinh dưỡng không đúng. Mừng quý bà con đến với kênh của Sĩ Nguyên. Sao mận trái này bị lứt thì mình nên phút gì? Không phải là mận trái thì lứt bởi vì sao? Bởi vì là quá trình chăm sóc nó không đúng. Vì sao mà em nói với anh chị em này? Bởi vì khi quá trình mà mình làm mận trái mà mình lại muốn thiên về mình lại làm nuôi cái mận mùa thì bắt đầu là mình lại dùng cái dinh dưỡng không đúng, dẫn đến cái tỷ lệ là khi mà quá trình mà mình cần lớn thì mình lại đi hãm đọt đấy, thì làm cho da của nó lại bó lại, thì lúc đó cái da của mình nó không lớn. Thế nhưng mà cái dinh dưỡng trong quả ấy, lúc đó là nó mới đẩy ruột lên. Anh chị em có hình dung là khi làm đối với tất cả các loại cây trồng, quá trình lên đường là quá trình quả chúng ta lớn nhanh nhất anh chị em nhé. Cho nên là vì sao quả cam này cái lúc mà nó tháng 8 nó bé tí, thế mà vì sao mà trong vòng có 2-3 tháng mà quả lại lớn nhanh thế? Anh chị em công nhận điều đó không? Cái quả mận cũng thế. Vì sao mà cái quả mận gọi là 1/3 của cái chu kỳ cuối cùng ấy mà cái quả nó phát triển lại nhanh mắt thường mà mình thấy đấy, nó lại rõ như thế. Quả vào lúc đến lúc là từ cái quả xanh bằng cái từng này đến lúc nó quả to bằng ngón tay chân cái thì rất là lâu, mất khoảng hơn 1 tháng. Nhưng mà cái quá trình mà từ lúc nó bằng ngón chân cái đến lúc căng mọng thành cái chén thì nó chỉ mất khoảng 20-30 ngày. Bởi vì sao? Vì nó dinh dưỡng ở trong cái thân này, đúng rồi đấy. Vậy cho nên là cái tỷ lệ mà anh chị em mà không kiểm soát cái da này, tất cả các loại da liền thịt nha, tất cả các loại mà da liền thịt ấy thì nó rất dễ bị xé, là lý do như vậy. Càng cái quả nào cái vỏ nó càng mỏng thì nó dẫn đến cái tỷ lệ mà cái quả nó lứt càng cao, còn cái quả nào mà càng dày thì nó dễ khó lứt hơn. Vì sao quả cam cũng thế, quả cam mà quá mọng mà nó nhỏ bé tí mà lại gặp mưa đi khoảng tầm 3 ngày liên tục, nước nó nhiều đẩy dinh dưỡng lên thì tự nhiên ruột nó phải bung, nó phải lớn nhanh ấy, thì tự nhiên nó cái vỏ nó giãn không kịp thì nó sẽ xé. Chính yếu tố đó là dẫn đến hiện tượng bị xé quả. Còn đối với mận trái nó lứt là không phải điều đó, không hoàn toàn do chế độ chăm sóc của mình. Cái chăm bón đúng lúc cái điểm mà quả nó cần như vậy thì mình cũng bón amino acid hoặc là những cái sinh trưởng sinh học, không bao giờ nó sợ bị lứt đâu, mà mã rất là đẹp. Cứ thiên cho em về hữu cơ, vừa vẫn dưỡng được mận mùa mà vẫn được cái trái quả đẹp. Vì sao một số người mà mận mùa mận trái lại không ngọt cũng không hoàn toàn đúng, nó cũng không ngọt bằng cái trái mận đủ tuổi thật, thế nhưng mà không phải là như xấu đâu anh chị em ạ. Vì sao quả mận mỏng phấn bay phấn? Vì sao? Vì cái phấn này thực sự với anh chị em, cái bản sinh của nó có phấn rồi ấy. Mọi người cứ phát huy đúng cái chế độ dinh dưỡng của nó, đúng cái chất mà nó cần ấy, thì chắc chắn là nó sẽ tạo phấn và nó sẽ có màu tím, màu sẫm nha. Vì sao này có gọi là màu đỏ mận là lý do như vậy, là nó đỏ rất là sẫm. Thế cho nên vì sao mà những nhà cái tỷ lệ là một là thiếu ánh sáng thì là hấp thụ dinh dưỡng kém nha. Thiếu ánh sáng là một trong những quá trình mà chuyển đổi dinh dưỡng kém, chắc chắn nó thiếu ra nồng độ mà gì, không bao giờ tránh khỏi được điều đó, chắc chắn thiếu molybdenum. Vậy cho nên mọi người phải lưu ý là gì, nếu anh chị em ở đây mà năm nay mỏng phấn, hãy tổng hợp nên cho em magie, canxi rồi hữu cơ dưới gốc thật tốt mà, thì chắc chắn là một là phấn, dày phấn, hai là chất lượng quả ăn sẽ ngon, sẽ ngọt hơn rất là nhiều. Cứ lưu ý cho em là một là cái chế độ dinh dưỡng hữu cơ, hai là thành phần acid amin và protein tự nhiên ấy, là nó sẽ làm cho cây của mình sẽ ngon hơn rất là nhiều. 100% là vì sao một số người mà cái đất mình càng chua ấy, mình càng bón kali thì nó lại không ngọt, là lý do là bởi vì cái để mà chuyển hóa kali thành cation để nó hấp thụ vào trong cây để chuyển hóa thành đường đơn hay đường saccharose thì nó rất là khó, hay là polysaccharide thì nó rất là khó, thì dẫn đến cho nên là mọi người bây giờ là gì, hãy dùng ví dụ như cái molybdenum là một trong quá trình chuyển hóa tăng gấp 4 lần kali, thì chính là yếu tố đó là mình phải bổ sung cái vi nhựa bên khóa. Cái molybdenum thì như là không sản xuất được thì phải, nó chỉ là ở cái nguồn vi nhựa khóa, nguồn vi nhựa gọi là nó là một trong những vi lượng hiếm, thì anh chị em có thể là tìm hiểu cái điều như vậy. Năm nay mọi người bổ sung khoáng này, bổ sung những dòng kali có pH cao thì nó sẽ giúp cho cây của bà con sẽ hấp thụ được cation ca cộng tốt hơn, làm cho cái cây của chúng ta chuyển hóa thành đường nhanh hơn, rút ngắn được quá trình mà tổng hợp đường. Mà con nào cần chín sớm thì có thể dùng cái đó, còn nếu mà một số người mà gần giữ trái thì mình lại đừng lên dùng cái đó sớm, thì mình lại phải dùng cái amino acid tăng trưởng, giãn nó ra, dùng đều định kỳ ra. Thì bí kíp về là mã tất cả loại cây trồng, không chỉ nói về cây mận không đâu anh chị em, hình dung như này, một trong những yếu tố mà cái mã nó đẹp rồi nó ăn nó ngon thì là một trong yếu tố là phải có hữu cơ, phải có vi khoáng, bởi vì cái dòng dinh dưỡng này dòng dinh dưỡng bền vững nhất. Rồi khi cái hữu cơ này và cái môi trường đất của chúng ta mà nhiều hữu cơ ấy, thì pH nó cân đối, khi pH cân đối rồi ấy, thì lúc cái quá trình mà mình tổng hợp cái protein ấy thì lúc đó là cái pH mà nó cân đối thì cái tổng hợp protein rất là nhanh. Hoặc nếu không, mọi người phải lưu ý điều này này, nó phải cung cấp cho cây ví dụ như dạng tất cả những dạng phân bón, gọi đơn giản là quá trình carbon hóa xong rồi, ví dụ như là đã chuyển hóa thành đường ấy. Bây giờ chia sẻ với anh em, năm nay anh chị em phun mật ong vào xem, phun đường đấy nha, tưới đường
thế được, bởi vì trong đường nó có axit amin. Nhưng mà nếu mà anh chị em phun đường nó sẽ bị béo ruồi, bởi vì nó có vị, có mùi, thế nên nó sẽ rất dụ. Thế nhưng mà mình hiểu điều đó, mình sẽ cung cấp cái gì cho nó. À, anh chị em mình dùng nhá. Vì sao dịch chuối có tốt không? Chia sẻ với anh chị em là dịch cái quả chuối ấy, anh chị em mà nếu mà biết ngâm ấy, dịch chuối nha nam nha, tất cả những cái loại đó là rất là tốt, anh chị em mình dùng ra như vậy. Nhưng mà mọi người không biết từng chế thì nó không, có thể là nó không hiệu quả, hoặc không phải không hiệu quả mà có thể là nó mất rất nhiều công. Anh chị em có một điều này này, nếu anh chị em là muốn dâm chiết những cái cây trồng ấy, là anh chị em cắt cái cây nha đam ra hoặc là cắt khoai tây ra, là anh chị em là mình cần ghép hay mình cần chiết ấy, là mình bôi nó vào đấy, là cái tỷ lệ ra mầm, tỷ lệ ra rễ rất là nhanh. Anh chị em làm một thử mà xem, cây hồng mà có thể là dâm thì có thể là bằng cách là chọc vào trong cái nha đam ấy, xong bắt đầu mình đem đi trồng, là cái tỷ lệ nó sống gần như là hiệu quả rất là cao. Và chọn cái cành nó quá bánh tẻ một tí là hiệu quả tốt nhất. Vừa rồi là mình có chia sẻ với bà con một chút về vấn đề kỹ thuật của cây mận hậu. Nếu bà con thấy điều đó là ý nghĩa với bà con, hay biết ai đó đang quan tâm với chủ đề này, thì bà con có thể share cho họ để có thể là có thêm một cái giải pháp để giúp cho họ có thêm những cái phương án để giúp ích cho cái quá trình xử lý những cây của bà con.